xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo tin bão mới nhất, bão Kongre tiếp tục mạnh lên trên biển Philippines vào chiều 28 tháng 10 và được dự báo nhanh chóng mạnh lên thành cuồng phong. Bão nhiệt đới mạnh Kongre có sức gió tối đa ngày càng tăng. Theo cục quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, PAGASA trong một cuộc họp báo sau 17 giờ chiều 28 tháng 10, Sức gió giật của bão hiện đã lên tới 125 km/h, tăng từ mức 115 km/h. PAGASA nhấn mạnh rằng cơn bão có thể tăng cấp nhanh chóng trong suốt quá trình di chuyển qua biển Philippines. Theo đó, công ray trở thành bão cuồng phong vào sáng sớm ngày 29 tháng 10. Cơ quan thời tiết của Philippines bổ sung, hơn nữa, có khả năng ngày càng tăng rằng Leon, tức bão Congray, sẽ đạt cấp siêu bão trong thời gian tiếp cận gần nhất với Batanes. Thời gian bão công ray mạnh lên thành cấp siêu bão, có thể là vào ngày 31 tháng 10. Siêu bão có thể duy trì sức gió tối đa từ 185 km/h trở lên. Sức gió có thể gây ra tác động khủng khiếp khi bão đổ bộ đất liền. Dù công ray có đổ bộ vào đất liền hay không, thì giám đốc trung tâm dự báo của cơ quan thời tiết Đài Loan Trung Quốc, CVA, Lin Po Tung cho biết, cơn bão vẫn mang mưa đến miền đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sóng cao và gió mạnh đến các khu vực ven biển. CVA thông báo bão Công Rây mạnh lên thành bão Cuồng Phong khi đi vào vùng biển phía đông nam Đài Loan, Trung Quốc ngày 29 tháng 10 và gây tác động lớn nhất tới thời tiết hòn đảo vào ngày 31 tháng 10 và ngày mùng 1 tháng 11. Nếu bão Công Rây đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 11, đây sẽ là cơn bão đầu tiên trong vòng 57 năm đổ bộ vào hòn đảo trong tháng 11 kể từ bão Ginda ngày mùng 8 tháng 11 năm 1967. Sáng sớm 28 tháng 10, Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Trà Mi đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền từ Quảng Nam đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, vùng áp thấp này kết hợp với không khí lạnh vẫn gây mưa lớn trong nhiều ngày tới ở miền Trung, trọng tâm là Hà Tĩnh đến Huế. Trong những ngày tới, tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, ngày và đêm 27 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10 phổ biến từ 100 mm đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Dự báo từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 mm đến 250 mm có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực này gây ngập úng. Ngày và đêm 30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Cục bộ xảy ra mưa rất to và rông với lượng mưa từ 30mm đến 60mm, có nơi trên 80mm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi ở Quảng Bình và Quảng Trị bị chia cắt. Hàng nghìn hộ dân phải kê cao đồ đạc, di rời người và tài sản. Cụ thể, sáng 28 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 7 giờ sáng 28 tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 6, tức bão Trà My, một số nơi có mưa to nên làm gần 15.000 nhà dân bị ngập, hơn 100 thôn bản bị cô lập, chia cắt và người dân phải di rời, sơ tán đồ đạc khẩn cấp trong đêm. Từ 1 giờ ngày 28 tháng 10, tổng lượng mưa phổ biến ở Quảng Bình đo được từ 300 mm đến 500 mm, có nơi trên 500 mm, tập trung tại các khu vực huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Hiện nước lũ tại các sông, suối ở Quảng Bình vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Sông Kiến Giang đã trên mức báo động 3. Tại tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, bão Trà Mi, từ tối 26 tháng 10 đến chiều ngày 27 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sa Lung lên nhanh, người dân trở tay không kịp. Vào khoảng 20 giờ 10 phút tối 27 tháng 10 năm 2024, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin nhiều hộ dân ở làng Phúc Lâm và làng Sa Nam, xã Vĩnh Long đang bị mắc kẹt do nước lũ. Ngay lập tức, Công an huyện Vĩnh Linh đã khẩn trương phối hợp với lực lượng đang ứng trực tại các điểm sung yếu. Tại huyện Do Linh, cũng trong đêm, Công an huyện đã khẩn cấp di rời 12 hộ dân ở xã Trung Hải về nơi an toàn. Trong khi đó, tại xã Vịnh Long, nước sông Sa Lung đang dâng cao, vượt đỉnh lũ năm 2020 khoảng 1 mét, khiến hàng trăm nhà dân trên địa bàn bị ngập sâu. Hiện lực lượng chức năng đã di rời khoảng 600 hộ dân trên địa bàn đến khu vực an toàn. Vừa qua, mạng xã hội được phen choáng ngập trước đám cưới siêu khủng tại Đồng Tháp. Theo đó, bố mẹ cô dâu đã tặng con gái của hồi môn, nhiều chưa từng thấy trong các đám cưới miền Tây, Cụ thể trong đoạn video do cô dâu đăng tải, khi làm lễ cho dâu đón rẻ, có bốn nam thanh niên khiêng của hồi môn tiến vào lễ đường. Theo đó, ba mẹ cô dâu chuẩn bị rất kỹ của hồi môn cho cô dâu chú rẻ, bao gồm số tiền mặt lên tới 9,9 tỷ cùng 50 lượng vàng và một nhẫn hột xoàn cỡ lớn. Chưa dừng lại ở đó, khi lên trao của hồi môn cho đôi vợ chồng trẻ, mẹ của cô dâu còn tuyên bố sẽ tặng riêng cho con gái mình 1.000 cây vàng bà cho biết số tài sản trên không thể trao trực tiếp do nhiều quá không bê lên sân khấu được trước động thái của mẹ cô dâu các vị quan khách tham dự bữa tiệc cưới đã không thể giấu đi được sự kinh ngạc của mình được biết đám cưới trên diễn ra vừa qua tại đồng tháp cô dâu tên lâm thư chủ của một cửa hàng trang sức đá quý nổi tiếng tại đồng tháp cô cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội khi chia sẻ các kiến thức về trang sức gia đình lâm thư có truyền thống kinh doanh trang sức từ trước thậm chí Mẹ cô là cái tên nổi đình nổi đám trong giới khi nắm trong tay chuỗi cửa hàng trang sức tại vùng đất này. Ngay sau khi được đăng tải, đám cưới của Lâm Thư đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng choáng ngợp với số của hồi môn cô gái nhận được, đồng thời xin phía giàu sàng. Sáng ngày 28 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết khoảng 8 giờ cùng ngày trên quốc lộ 18, đoạn qua cổng khu công nghiệp Quế Võ 2, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 phương tiện. Cụ thể, theo nhiều người có mặt tại hiện trường, và chạm xảy ra giữa một xe bồn, một xe hô gô, một ô tô con và khoảng 3 xe máy. Sau vụ việc trên, các xe đã dính chặt vào nhau, nhiều người mắc kẹt trên xe. Theo đó, xe tải chở đất do anh Trần Văn Quân, 22 tuổi, quê Lào Cai cầm lái, đâm vào xe bồn chở bê tông do ông Nguyễn Văn Thành, 60 tuổi, Quê Bắc Ninh điều khiển đang chạy chiều ngược lại. Cùng lúc, xe bốn chỗ do anh Nguyễn Văn Tân 30 tuổi, quê Bắc Ninh không phanh kịp nên đâm vào đầu xe bồn. Trong lúc tránh tai nạn, ba xe máy chạy làn trong cùng quốc lộ đã va chạm vào nhau đổ ra đường. Nạn nhân đi xe máy bị thương đã được cấp cứu, tài xế trên xe bồn và xe tải mắc kẹt. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh đã dùng cưa, cầu phá khung sắt đưa nạn nhân ra ngoài. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, hai tài xế đã được chuyển đến bệnh viện. Tại hiện trường, đầu xe bồn và xe tải găm vào nhau biến dạng, nằm chắn hết ba làn quốc lộ. Xe con hút đầu vào xe bồn, hư hỏng nhẹ, ba xe máy nằm đổ gần ô tô, vết dầu, mảnh vỡ và đất từ xe tải vùng vại trên mặt đường khoảng 300m2.